tranh đồng hồ gà lợn nét tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Những câu thơ của thi sĩ Hoàng Cầm đã khẳng định phần nào giá trị di sản của những bức tranh đồng hồ, nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa của cả vùng đất Kinh Bắc. Chỉ bằng những bản khắc in gỗ đục bằng tay và màu sắc từ thiên nhiên, người Việt xưa đã sáng tạo nên một dòng tranh mang đậm chất dân gian. Tranh đồng hồ đặc biệt không chỉ ở cách in tinh xảo, độc đáo mà còn thể hiện đời sống, sinh hoạt sản xuất của người nông dân cùng lịch sử văn hóa của cả dân tộc. Tranh đồng hồ nó phục vụ đến cái đời sống, cái văn hóa chính là của con người nông dân. Cái đặc biệt của tranh đồng hồ là gì? Từ cái nguyên liệu cho đến cái màu sắc nó toàn là thiên nhiên. Với những giá trị văn hóa lâu đời như vậy, nhưng hiện nay cả làng Đông Hồ chỉ còn duy nhất 2 dòng họ và 4 nghệ nhân vẫn còn miệt mài theo nghề. Con số này trước đây là 17 dòng họ. Với nguyên liệu đầu vào khan hiếm, số lượng người mua ngày càng thu hẹp mà những nghệ nhân đã dần bỏ nghề làm tranh để làm hàng mã. Tranh đồng hồ vì vậy đang đứng trước nguy cơ bị thất truyền. Trước những thách thức này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng các bộ ban ngành đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm lưu giữ và phát huy giá trị của dòng tranh đồng hồ. Một trong những nỗ lực đó là xây dựng hồ sơ đệ trình lên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận dòng tranh này là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo tồn khẩn cấp. Đại diện là Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cũng đã có những cái bước xúc tiến để nghiên cứu, tìm tòi phương hướng mới, phát huy được những cái bản khuôn gỗ in, rồi có những cái công tác để mà nhân bản tranh, rồi có những công tác để truyền nghề của các nghệ nhân. Nếu được UNESCO công nhận, làng tranh dân gian Đông Hồ sẽ nhận được hỗ trợ trong công tác bảo tồn với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia di sản quốc tế. Về phần mình, Việt Nam sẽ cần phải có những hành động cụ thể để đảm bảo công tác bảo tồn thật sự có hiệu quả. Để mà di sản sống được thì chúng ta phải quan tâm đến cộng đồng nơi có di sản. Chính vì vậy, thời gian tới đây thì chúng tôi quan tâm là tiếp tục mà trong cái việc mà đồng hành cùng làm hồ sơ, xây dựng hồ sơ thì chúng ta phải tiến hành xây dựng cái thiết chế, tổ chức tập huấn về cái nghề làm tranh, giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế. Dự kiến năm 2020, hồ sơ về nghề tranh dân gian Đông Hồ sẽ được trình lên UNESCO để xem xét công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là nghề thủ công truyền thống đầu tiên của Việt Nam được UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể.